Mình vào sâu pháp chân thật không tự tánh cũng khiến người khác vào sâu pháp chân thật không tự tánh, tâm được an ổn. Mình chẳng phỉ báng tất cả Phật Pháp cũng khiến người khác chẳng phỉ báng Phật Pháp, tâm được an ổn. Mình tròn đầy nhất thiết trí Bồ Đề nguyện cũng khiến người khác tròn đầy nhất thiết trí Bồ Đề nguyện, tâm được an ổn. Mình vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai cũng khiến người khác vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai, tâm được an ổn. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được vô thượng đại trí an ổn của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 cách thành tựu chúng sinh. Những gì là 10? Đó là dùng sự bố thí để thành tựu chúng sinh, dùng sắc thân để thành tựu chúng sinh, dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sinh, dùng sự đồng hành để thành tựu chúng sinh, dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sinh, dùng sự khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sinh, dùng sự thị hiện tất cả thế giới rõ ràng để thành tựu chúng sinh, dùng sự thị hiện đại oai đức của Phật Pháp để thành tựu chúng sinh, dùng đủ thứ thần thông biến hiện để thành tựu chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi diệu bí mật để thành tựu chúng sinh. Đó là 10. Bồ Tát dùng những cách này để thành tựu cõi chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 loại giới. Những gì là 10? Đó là giới chẳng xả bỏ Bồ Đề tâm, giới xa lìa bậc nhị thừa, giới quan sát lợi ích tất cả chúng sinh, giới khiến cho tất cả chúng sinh trụ vào Phật Pháp, giới tu tất cả chỗ học của Bồ Tát, giới đối với tất cả Pháp vô sở đắc, giới đem tất cả căn lành hồi hướng Bồ Đề, giới chẳng chấp vào tất cả thân Như Lai, giới tư duy tất cả Pháp lìa chấp lấy, giới các căn luật nghi. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được giới Ba La Mật vô thượng rộng lớn của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp thọ ký. Bồ Tát nhờ đó mà tự biết thọ ký. Những gì là 10? Đó là dùng ý thù thắng phát Bồ Đề tâm tự biết thọ ký, vĩnh viễn không nhàm bỏ các hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký, trụ tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh tự biết thọ ký, tu tất cả Phật Pháp tự biết thọ ký, nơi tất cả Phật giáo một lòng hướng về niềm tin sâu xa tự biết thọ ký, tu tất cả căn lành đều khiến thành tựu tự biết thọ ký, để tất cả chúng sinh nơi Phật Bồ Đề tự biết thọ ký, nơi tất cả thiện tri thức hòa hợp không hai tự biết thọ ký, nơi tất cả thiện tri thức khởi nghĩ tưởng Như Lai tự biết thọ ký, luôn siêng giữ gìn Bồ Đề nguyện xưa tự biết thọ ký. Đó là 10.